Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục giới thiệu các bạn một chiếc xe Honda quay 125i nha. Đây, phiên bản Made in Việt Nam. Các bạn xem nè, quay y nhưng mà mặt nạ. Tất nhiên là vẫn có hai cái ốc này nhưng mà lại ở đây. Bởi vì nó Made in Việt Nam. Thực ra thì đây là một chiếc xe Honda Future mà bên mình mới vừa lên cho khách, lên full quay y. Thì báo giá tổng luôn á, nó sẽ là 49.650.000. Là nó ra tổng thế này, vừa giá xe ha và lên full quay y. Thì lên full là như thế nào các bạn? Tất nhiên là không còn chỗ nào là khu chờ ha. Tức là nhiên là bên ngoài nha các bạn ha. Đây, ổ khóa nè, ổ khóa này quay y luôn nha các bạn. Áo này nguyên bộ là quay y màu trắng đỏ ha. Phuộc này cũng là quay y luôn rồi. Lốc thậm chí cũng sơn thành màu đen luôn. Mâm này cũng là mâm quay Thái luôn, mâm quay y. Vỏ ruột cũng là quay y luôn. Ok chưa? Phía trước cũng vậy. Rồi thậm chí là cái cổ bô nè, cái này là mâm quay y nha. Vỏ ruột rồi phải không? Cổ bô này cũng là quay y luôn rồi ha. Mà xem nè. Đó, thấy không? Rồi những cái phần tem Thái, tem Thái đó các bạn, cũng là lên full luôn. Ví dụ như ở đây, tất cả chỗ nào trên chiếc quay có là chiếc phụ trợ này cũng có ha. Và xe này á, mình sẽ bán đi về Bình Dương nha các bạn. Mình sẽ che số di động của khách lại nè. Phạm Văn Giang, nhận Thuận An, Bình Dương, thu hộ là 31.200.000. Bởi vì khách đã có cọc trước rồi. Bạn Duy chốt ngân hàng Vietinbank, Lê Thu Sương. Đây là số tài khoản đấy mà mình cọc đó các bạn. Đi tới Dĩ An Bình Dương nha, Thuận An Bình Dương nha. Ok ha. Cốp nè, tem nè ha. Những bằng tem này là có hết nè các bạn, tem Thái hết luôn. Nếu mà một người mà không có rành rẽ về xe, nhìn vô là sẽ cứ tưởng là nó là quay y luôn đó các bạn. Quay y nha. Cảng nè, cảng đen ha. Phuộc nè, vành có nút nữa các bạn, vì nó là vành quay y nha. Còn xem nè, cái phần gáy này nó sẽ to hơn là mâm phu chờ đó các bạn. Ngoài cái nút này ra rồi, nhìn cái gáy này nè, nó sẽ dày hơn và to hơn, nó chắc chắn hơn ha. Còn áo này là phải là áo jean quay y nha các bạn, áo quay y nha. Động cơ nè, sơn đen luôn, coi như là lên full luôn rồi. Thậm chí là luôn cái ổ khóa này cũng lên luôn rồi ha. Rồi mâm nè, mâm trước nè các bạn, vỏ ruột. Bây giờ mời các bạn xem lại ngoại hình nha. Mình nhắc lại, giá là 49.650.000 và ra full như thế này. Làm nhìn các bạn nhìn sơ hớt ngang là y chang quay, không thể nào nhận ra được đó là Future đâu. Cái ha. Nè. Bạn sẽ sắm xe để mà kịp chơi Noel nè, cũng như là Tết Tây tới nè, rồi Tết Ta nữa các bạn. Đây vô số nha. À. Bây giờ nếu mà các bạn nhìn như thế này làm sao nhận biết được nó là một chiếc phụ trợ. Tem gấp nè, cũng là chữ Thái nha, tem Thái luôn nha, tem quy luôn. Cho nên là nếu các bạn muốn độ lên cỡ nào thì bên mình cũng đều làm được hết nha các bạn, cũng đều làm được hết.
chỉ còn là chưa gắn ba ga thôi. Cái ba ga ở đây sẽ là 250.000 nha, 250.000 nè các bạn. Đúng không? Nhìn như vậy là sao các bạn biết được đây là chiếc khu chờ. Ví dụ như các bạn thích là chỉ lên cái phần yếm đỏ, yên đỏ thôi, thì khu chờ chỉ cộng thêm 1.000.000 nha các bạn. Tức là lên cái phần này, phần này ha, là 1.000.000 thôi. Còn nếu lên nguyên dàn áo thì nó khác. Rồi lên phục luôn, thậm chí là mâm, rồi tem, rồi ổ khóa, nó có nhiều cái để lên, rồi lóc, rồi bô, rất là nhiều món ha, mà nó phải có từng cái móc như vậy. Thì các bạn để biết chi tiết á, mời các bạn mình gọi cho nhân viên để tư vấn nha. Bên mình sẽ cho các bạn là 3 số điện thoại di động lên màn hình để các bạn tư vấn cho nó chi tiết, nhất là vấn đề mà độ này, rồi ship xe. Bên mình sẽ ship toàn quốc, ví dụ như bạn này là ở Bình Dương nè. Nếu nhận xe trên tuyến quốc lộ A từ Sóc Trăng này tới Sài Gòn là miễn phí, còn ra tới Bình Dương hay Đồng Nai á, là chỉ có 300.000, ra tới Hà Nội, Huế luôn á là chỉ có 500.000 thôi, còn ngược về Cà Mau là cũng miễn phí luôn. Còn nếu các bạn muốn ship tận nhà, bên mình vẫn làm được. Tuy nhiên á, thì các bạn phải alo trước cho cửa hàng để bên mình nó sắp xếp xe. Và ship tận nhà thì chi phí này các bạn phải vui lòng liên hệ trước với nhân viên để thương lượng nha ha. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Các bạn muốn lên cỡ nào cũng được ha. Muốn lên cỡ nào cũng được. Ổ quay thái thì đương nhiên là chìa này cũng là quay thái rồi. Cái chìa quay thái nó sẽ dài hơn cái chìa phu chờ nha các bạn. Các bạn chú ý ha, chìa phu chờ mình nó ngắn hơn ha. Cái chìa này nè các bạn, chìa phu chờ nó sẽ ngắn hơn chìa quay thái. Ổ này mời này ha. Đó. Ok chưa? Rồi. Một lần nữa các bạn vui lòng mình liên hệ với nhân viên để nhận được sự tư vấn ha. Tư vấn về ship xe, về trả góp, nhất là những món độ như thế này. Mời các bạn xem lần nữa ngoại hình xe nha. Như một chiếc quay y ha. Đây, các bạn xem nè, từ trước ra sau, từ trên xuống dưới ha. Đẹp không các bạn? Cái form này thì có thể nói đỉnh luôn rồi, rất là đỉnh ha. Được chưa? Như xem gì đủ chưa nè. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn.